Mà anh em thank you.
Lê Quang Đức.
tức là đi chọn với web này. Thank you.
dụ cái bài chưa có chính thức. Nghe thấy luôn. Dạ, năm tới chị nhìn mình sợ mày ra. Hai mươi chín slide mà. Thank you.
Thank you.
Nên chuyển nhận luôn rồi, làm xong chuyển nhận luôn cái bài của mình.
khi nào hai động từ hai mà này đợi nó cung cấp cái mã khách hàng cái trang thế giới mua bán mà nó để chuyển khoản nó di dịch là đi đâu được. Anh bữa là biết là bên nó bên VA mà xác minh là đúng không? Tránh thiên thợ không đúng. Nên gửi thông tin cho tôi đúng không? Mở rồi gửi lắm rồi.
Thank you.